Xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà một ngày thật là nhiều sức khỏe nha. Thì khi mà mức sống của con người được nâng cao bạn, thì người ta quan tâm nhiều hơn sức khỏe của mình, và đặc biệt là cái nhu cầu làm đẹp. Thì tất cả ai cũng muốn mình đẹp hơn, đúng không ạ? Thì hôm nay Đức Việt xin giới thiệu các bạn một cái loại cây mà nó được dùng rất là nhiều trong những cái sản phẩm mà làm đẹp của các hãng mỹ phẩm như dược phẩm. Thì ta cũng có thể là dùng tươi hay tại nhà nếu mà bạn có cái cây nha đam này. Cái tác dụng đầu tiên của nha đam á là tác dụng thanh nhiệt. Thì nha đam nó là cái thuốc tự nhiên mà nó có khả năng giải độc cho cơ thể mà. Thì trong trường hợp mà bạn thường xuyên ăn những cái đồ nóng á, thì mà việc mà bổ sung một cái chè nha đam và đậu xanh là rất cần thiết để thanh lọc cơ thể ha. Thì nha đam thì nó cũng có tác dụng là hỗ trợ tiêu hóa. Đó, mình tách cái lớp vỏ cứng ở ngoài rồi, sau đó dùng muỗng hay gì đó, cái mình lấy cái phần reo, cái phần ruột đó, của nha đam ha. Mình lấy vài muỗng này mình có thể là ăn bỏ thêm chút đường gì đó, thì nó sẽ trị táo bón nè, và nó tăng khả năng miễn dịch luôn ạ. Cái còn cái khả năng mà được nhắc nhiều đến nhiều nhất của nha đam đó là chăm sóc da, bởi vì cái chất nhầy ở trong cái lá nha đam này hay là chất reo á, thì nó có khả năng thấm ướt nè, rồi nó tạo độ ẩm cho da. Đó, do đó nó sẽ giúp da đàn hồi và giảm cái nếp nhăn. Nó tại vì nó kích thích tổng hợp cái collagen và cái sợi elastin á, giúp nó ngăn chặn sự hủy hoại của những cái tế bào da đã bị lão hóa đó mà. Đó, do đó trong quá trình mà chăm sóc da, chất gel này nó sẽ có tác dụng là se khích lỗ chân lông nè, giảm mụn một cách hiệu quả luôn. Đó, bởi vì trong dân gian á, nha đam là được coi là cái phương thuốc mà làm lành da tự nhiên rất là hữu hiệu. Bởi vì khi mà ta thoa một cái lớp reo nha đam lên da ha, lên các vết thương bị bỏng, bị phồng rộp gì đó, như là bị côn trùng cắn nè, rồi mẩn ngứa ha, thì nó sẽ rất là mau chóng phục hồi. Đó. Còn những bạn mà thường xuyên mà tiếp xúc với ánh nắng mặt trời á, cái làn da của mình nó cảm giác như nó bị nóng rát khó chịu ha, các bạn chỉ cần một ít cái gel đó ha, mình thoa lên sẽ cái cảm giác là sẽ mát mẻ lại liền, rất là hay luôn á. Cũng như là cái về tác dụng ở trên mắt á, khi mà công việc mình quá căng thẳng, mình làm việc liên tục đó, thì mắt mình nó sẽ bị mỏi, và những bạn thức khuya hay gì đó thì mắt nó có hâm quầng các bạn, thì mình cũng dùng cái gel của nha đam này ha, mình đắp lên mắt, nằm nó thư giãn khoảng 15 phút đi, rồi các bạn sẽ thấy cảm giác là nó nhẹ hẳn liền. Nếu mà mình làm liên tục thì cái dùng thâm của mắt nó sẽ giảm nó hẳn luôn á, thấy rõ rệt. Mà bên cạnh đó có nhiều người ta cũng trị loét dạ dày bằng cái reo nha đam này nữa bạn. Đó, cứ vài giờ thế mình uống một muỗng canh reo tươi á, lúc mà bụng đói nha, bụng không có thức ăn á, này sẽ làm lành cái vết loét rất là hay. Nhưng mà lưu ý á, là không được dùng quá 400mg reo tươi trên ngày nha, tại vì nó có tác dụng nhuận trường á, sẽ nếu mà mình dùng nhiều có thể là bị tiêu chảy, không tốt cho tràng ha. Thì cái nói về cái dịch nha đam này á, thì nó còn có tác dụng là ngừa nám rồi. Đó. Bởi vì khi mà các bạn muốn làm đẹp thì tốt nhất là bôi nha đam phía bên ngoài ha, nó làm săn chắc da nè, làm nhỏ lỗ chân lông nè ha, rồi ngừa nám, mịn da, ngừa mụn rồi đó. Nói chung là hội đủ những cái được cho là không được đẹp trên da mặt. Đó. Chúng ta nếu mà có điều kiện, có thời gian cứ việc đắp da mặt ha, rất là tốt luôn. Và nha đam thì cũng có một cái số lưu ý khi dùng, và mình để dưới phần mô tả nha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.